có 7 năm kinh nghiệm trong ngành kế toán. Thế nhưng cô gái trẻ Nguyễn Thị Hồng Thấm ở quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh đã chọn từ bỏ công việc có mức lương ổn định để theo đuổi sở thích mà bắt đầu nghe qua thì ai cũng tiếc nuối. Tìm những chiếc quần jean cũ về tái chế thành những chiếc túi xách, từ đam mê Thấm khiến cho mọi người phải thay đổi suy nghĩ. Ngay từ nhỏ, Nguyễn Thị Hồng Thấm có niềm đam mê với những chiếc túi xách handmade. Đến khoảng năm 2020, chị quyết định gác lại công việc kế toán để thực hiện niềm đam mê của mình. Ban đầu thì mình cũng có thử qua những cái chất liệu khác. Nếu là nhiều, ví dụ như gấm hoặc là lụa hoặc là những cái chất liệu thông thường mà người ta hay sử dụng như canvas này nọ. Nhưng mà vô tình một hôm thì mình tìm thấy một cái món đồ cũ zin ở trong tủ. Thì xong rồi mình lúc đó mình nghĩ rất là đơn giản là cái chất liệu này là có, mọi nhà đều có, hầu như ai cũng có và sẽ có rất là nhiều những cái món đồ cũ mà không còn dùng đến. Thì lúc đó mình mới làm một món túi xách tái chế. Để làm ra một chiếc túi tái chế từ vải zin cũ, ngoài các công đoạn như làm một túi thông thường thì còn phải trải qua một bước quan trọng là chọn những chiếc quần có kích thước sao cho phù hợp với sản phẩm, giảm thiểu những phần vỏ đi. Mỗi sản phẩm chị Thấm phải mất từ 1 đến 2 ngày để hoàn thành. Vì làm những chiếc quần jean cũ nên phần lớn những sản phẩm chị làm ra đều là những chiếc túi độc nhất vô nhị và mang nhiều ý nghĩa. Đầu tiên là khi mà làm quần jean tái chế như thế này á, thì cái suy nghĩ đầu tiên của mình rất là đơn giản luôn. Nó giải quyết được những cái món đồ cũ không nỡ bỏ đi nhưng mà sử dụng thì không được, ví dụ như nó bị lỗi mốt hoặc là nó bị rách hoặc là nó bị bỏng như thế nào đó, thì cái đó là cái giải quyết đầu tiên. Và thứ hai là khi mà một sản phẩm như thế này mình làm tăng cái vòng đời của nó thì cái lượng rác thải ra môi trường nó cũng sẽ giảm đi một chút, thì mình nghĩ đó cũng là mình góp một phần nhỏ bé của mình trong cái việc bảo vệ môi trường thôi. Khi bắt tay vào công việc mới, chị Thấm nhận nhiều sự ghi gờ của người thân. Thế nhưng bằng sự quyết tâm và tinh thần tìm tòi học hỏi, sáng tạo, sau khoảng 7-8 tháng, những sản phẩm đầu tiên hoàn thiện trước sự công nhận của nhiều người. Đến nay, chị Thấm thiết kế hơn 10 mẫu túi, giá dao động từ vài trăm ngàn đồng đến vài triệu đồng. Và còn tiếp tục với những dự án lớn ở lĩnh vực tái chế trong tương lai.